như một ánh hào quang của quá khứ, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của thời gian. Khu đền tháp Mỹ Sơn vẫn tỏa sáng bởi một vẻ đẹp đặc biệt, vẻ đẹp của một kiệt tác. Nằm cách thành phố du lịch Đà Nẵng gần 70 km và cách đô thị cổ Hội An gần 45 km, khu đền tháp này vốn là một trung tâm tôn giáo và văn hóa của người Chăm cổ, được xây dựng suốt từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 13. Khi kinh đô của Vương quốc Chăm Ba đóng ở gần đó, vùng Trà Kiệu và Đồng Dương, khi còn nguyên vẹn, khu thánh điện này có hơn 70 công trình đền tháp, lăng mộ của các vị vua và tu sĩ cao cấp. Với chất liệu là gạch nung và đá sa thạch, những nghệ nhân, thợ khéo người Chăm cổ đã tạo nên một quần thể kiến trúc quy mô lớn và hết sức độc đáo. Cho đến nay, sự tinh xảo của những bức phù điêu bằng đá hay bằng gạch được chạm khắc thẳng vào các công trình kiến trúc vẫn khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc. Hay loại vật liệu để kết dính các viên gạch Chăm để tạo nên những khối xây vững chắc khiến cho các đền tháp này đứng vững suốt hơn 1.000 năm qua vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chúng ta đang đứng ở đây là trung tâm của khu đền tháp Mỹ Sơn, và chúng ta biết đây là cái trung tâm tín ngưỡng quan trọng nhất, được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ tư. Ngược dòng thời gian thì chúng ta biết Vương quốc Chăm Ba được hình thành từ năm 192 sau Công nguyên, và kinh thành đầu tiên thì người Chăm đặt tên là kinh thành Simhapura, nó cách đây khoảng 25 cây số về phía đông. Và như tôi nói lúc nãy, vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư thì các vua Chăm mới chọn khu thung lũng này để xây dựng những đền thờ, để thờ các vị thần của Ấn Độ giáo. Sự chọn lựa của vua Brahadraman đệ nhất cuối thế kỷ thứ tư sau Công nguyên lấy Mỹ Sơn làm thánh địa đã được các triều sau hưởng ứng cho đến khi đất nước suy tàn. Cho dẫu trong gần 1.000 năm tồn tại, kinh đô, vương quốc nhiều lần rời đổi, thì thánh địa này vẫn là nơi hành hương và được thờ cúng của tất cả các triều đại. Nó luôn được trang hoàng lộng lẫy và là nơi tôn nghiêm nhất của đất nước. Đó là nơi cầu phúc trước lúc xuất quân và cũng là nơi tưng bừng đón các đoàn quân chiến thắng trở về với những chiến lợi phẩm quý giá nhất dâng lên chư thần. Và những đền thờ ở đây bị rơi vào quên lãng. Trong vòng khoảng 5 thế kỷ cho đến năm 1895 thì những người Pháp tình cờ phát hiện những đền thờ trong thung lũng này. Và chúng ta biết thì người Pháp họ chia làm hai trường phái, và trường phái nghiên cứu về văn bia thì dịch những văn bia từ chữ Chăm cổ sang tiếng Pháp. Nhờ đó thế giới bên ngoài biết rằng những ngôi đền này được xây dựng từ niên đại nào đến niên đại nào. Và trường phái thứ hai nghiên cứu về kiến trúc
thì dẫn đầu là kiến trúc sư Ca Parmentier, và ông đã dùng cái mẫu tự alphabet để chia 70 ngôi đền ở đây thành những khu, và ông đặt tên là A, B, C, D, E, F, v.v. để tiện việc nghiên cứu. Và đến năm 1904 thì người Pháp đã cơ bản hình thành những cái sơ đồ của khu đền tháp Mỹ Sơn. Sau đó người Pháp đến đây trùng tu những ngôi đền ở đây cho đến trước năm 1945 thì Mỹ Sơn lại bị rơi vào quên lãng lần thứ hai trong vòng khoảng 30 năm. Tiếc thay, trong 30 năm này thì chiến tranh, người Việt chúng ta là cuộc kháng chiến, gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhưng mà những người châu Âu thì người ta gọi là cuộc chiến tranh Việt Nam. Và như chúng ta thấy, đây là cái dấu tích chiến tranh còn sót lại. Từ sau năm 1945 thì Mỹ Sơn bị rơi vào quên lãng khoảng 30 năm. Thì như tôi đã nói, trong 30 năm đó thì cái vùng này đã nằm trong cái vùng tranh chấp. Và đặc biệt từ năm 1969 đến năm 1972, thì trước cái sự tàn phá của bom B-52 thì khoảng hơn 50 công trình đã bị sụp đổ hoàn toàn. Những gì còn sót lại sau chiến tranh là một đống hoang tàn đổ nát. Và từ sau năm 1980 thì được sự hợp tác giúp đỡ của Ủy ban Khoa học Hợp tác Ba Lan, dẫn đầu là kiến trúc sư Kazimierz Kajakowski, mà người Việt mình gọi là ông Kazik. Ông đến và ở Mỹ Sơn mười mấy năm, và ông đã giúp dọn dẹp lại cái đống đổ nát này, và ông đã góp phần trùng tu Mỹ Sơn. Như vậy Mỹ Sơn dần dần lấy lại cái diện mạo ngày hôm nay là nhờ công của cố kiến trúc sư Kazik. Đấy. Và nhờ vào những cái giá trị đặc biệt của Mỹ Sơn, đến ngày 4 tháng 12 năm 1999, khu di sản Mỹ Sơn, nói chính xác là khu di tích Mỹ Sơn, được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đấy. Với những cái giá trị nổi bật toàn cầu. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái yếu tố địa lý. Đây là cái nơi hội tụ đặc biệt về mặt địa lý giữa cái núi Thiên và thung lũng Thiên. Một yếu tố mà người theo đạo Hindu người ta gọi là Linga và Yoni. Đấy. Cái tên Mỹ Sơn nó cũng xuất phát từ đó. Mỹ là đẹp, Sơn là núi, Mỹ Sơn là một ngọn núi đẹp. Với cái yếu tố địa văn hóa như vậy thì người ta chọn cái khu vùng đất này xây dựng đền thờ. Và cái giá trị đặc biệt thứ hai về mặt lịch sử, đây là khu đền thờ có lịch sử xây dựng có thể gọi là lâu dài nhất trong số những di sản Đông Nam Á, với 10 thế kỷ xây dựng liên tục, từ thế kỷ thứ tư cho đến hết thế kỷ thứ 13. Và cái yếu tố thứ ba là về mặt kiến trúc mỹ thuật. Mỹ Sơn là nơi hội tụ đặc biệt của tất cả các kiến trúc mỹ thuật Chăm. Bởi vì người Chăm xây dựng đền thờ trên khắp cái dải đất miền Trung này, nhưng mà chỉ Mỹ Sơn là cái nơi đặc biệt hội tụ của tất cả các phong cách kiến trúc mỹ thuật. Và cái yếu tố thứ tư về mặt tín ngưỡng, khu đền thờ Mỹ Sơn là một cái trung tâm tín ngưỡng quan trọng nhất của tất cả các vương triều Champa tại miền Trung Việt Nam. Đấy. Và cái yếu tố thứ năm về mặt kỹ thuật, như các bạn thấy, đây là cái nơi tiêu biểu cho một kỹ thuật xây dựng đặc biệt, là người Champa cổ đã xây dựng đền gạch mà không có vôi vữa. Đấy. Cái chắc cái dính là cái gì thì đây vẫn là vấn đề bí ẩn. Nhưng chúng ta biết giữa cái này là một cái loại kêu dán xuất phát từ chất hữu cơ. Nhưng mà nó vẫn là vấn đề bí ẩn cho đến tận thế kỷ thứ 21. Trong khu vực này, như tôi nói ban đầu, là các bạn biết là đền thờ đầu tiên xây dựng bằng gỗ và sau đó bị cháy, thì khoảng thế kỷ thứ 7 được xây dựng lại bằng gạch. Và đây là cái công trình mà còn sót lại có thể gọi là cổ nhất khu vực này. Và đây là cái công trình mà còn sót lại từ khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 và được những nhà khảo cổ học công nhận là công trình cổ nhất khu vực này bằng gạch còn sót lại. Bởi vì những nhà khảo cổ học và những nhà nghiên cứu tôn giáo bên Ấn Độ qua thì người ta nhìn những họa tiết trang trí như này. Họ nói rằng đây là những cái họa tiết trang trí mà được mang sang từ Ấn Độ giai đoạn đầu tiên. Nó chưa bị bản địa hóa. Xin nói thêm đôi điều về kỹ thuật xây dựng. Thì người Chăm họ nung gạch xong rồi, họ xây dựng ngôi đền và bắt đầu người ta mài nhẵn cái bề mặt này. Sau đó thì người ta mới điêu khắc những họa tiết tinh xảo thế này.
Và đây là bức tường đã hoàn thiện, còn đây là bức tường còn dang dở. Nó giải thích với chúng ta rằng đền gạch được xây xong mới điêu khắc, chứ không phải là đặt những viên gạch mọc chưa nung, sau đó nung cả, điêu khắc rồi nung cả ngôi đền. Bởi vì cái viên gạch mọc chưa nung thì những viên gạch dưới này nó không thể chịu được cái sức đè nặng của hàng ngàn viên gạch ở trên được. Đấy. Và đây là bức tường đã được điêu khắc cái này chưa. Và gạch này thì trước khi xây dựng họ nung không sống lắm và không được chín. Bởi vì viên gạch mà chín nó hóa thành sành thì nó sẽ dễ sức mẻ trong quá trình điêu khắc. Và từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 13 thì Newton lúc đầu là nhiều công trình đền thờ được xây dựng ở đây. Trong suốt khoảng 7 thế kỷ. Đi từ đông sang tây thì chúng ta đang đi xuyên suốt cái trục dọc của một khu đền. Khu vực đền thờ thì thông thường nó được bố trí theo cái trục đông tây, và đây là cái ngôi đền chính. Thì khu vực này, cái đền này được đặt tên là C1. Đền chính này thì hướng mặt về phía đông. Cái này người Chăm cổ đặt tên là cái Ca Lăng. Thì Ca Lăng là nơi mà được xây dựng để thờ tam vị nhất thể, tức là thần Brahma sáng tạo, Vishnu bảo trì, Shiva hủy diệt, và đặc biệt là thờ vị vua đã có công xây dựng trên ngôi đền này. Đấy. Và thông thường đền chính hướng về phía đông, phương của mặt trời mọc, nơi sự sống bắt đầu. Trước cái đền chính là cái cổng. Cái cổng này là cái ranh giới ngăn cách giữa cái cuộc sống bên ngoài đời thường và cuộc sống của thần linh bên trong. Và các cái tu sĩ, những hành lễ trong quá khứ thì người đi từ đông sang tây. Và trước khi vào đền chính thì người ta chay tịnh ở cái khu vực nhà tịnh tâm phía bên kia. Ở đó người ta gọi là cái Mandapa. Mandapa là nơi mà các tu sĩ và những chức sắc tôn giáo cũng như vua Chăm, trước khi hành lễ khu đền chính thì người ta tịnh tâm ở đó. Và khi bước qua khỏi cái cổng này rồi thì những cái gì của cuộc sống đời thường đều bỏ, và người ta dâng hiến hoàn toàn tâm hồn hướng về đấng tối cao. Thì chúng ta đang đi vào cái đền C1 này. Đây là cái đền chính còn lại nguyên vẹn nhất cho đến thời điểm bây giờ. Đấy. Và trong không gian này rất là tối, bởi vì chỉ có một cửa hướng về phía đông mà không có cửa sổ. Vì không gian dành cho thần linh nó phải là không gian hoàn toàn u tịch và thâm nghiêm. Đấy. Trong này nó mát hơn bên ngoài là bởi vì cái bức tường gạch này nó rất là dày. Chỗ mỏng nhất thì 0,8m và chỗ dày nó đến gần cả 2m. Cho nên là trong này nó rất là mát. Đấy. Và nhiệt độ trong ngoài thì chênh lệch khoảng cỡ 3 độ. Đấy. Chúng ta đang đứng ở đây là khu vực B. Thì khu vực B này là khu vực đền thờ quan trọng nhất trong tất cả các đền thờ tại Mỹ Sơn. Đây là ngôi đền B1. Đầu tiên thế kỷ thứ 4 nó được dựng bằng gỗ. Đến khoảng thế kỷ thứ 6 bị cháy. Và đến thế kỷ thứ 7 thì dựng lại bằng gạch. Đây cũng là khu điện thờ duy nhất được làm bằng đá, mà quá trình xây dựng tạo tác cho đến nay vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Ngược dòng lịch sử, vào cuối thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên, hoàng đế Brahma đệ nhất, người sáng lập kinh đô Trà Kiệu và thánh địa Mỹ Sơn của nhà nước Chăm Ba cổ đại, từng viết trên bia ký rằng đã đạt được sự tuyệt hảo, lòng sùng kính đối với đất, gió, không gian, nước và thứ năm nữa là lửa. Như xưng tụng đầy quyền uy của ông trước sinh cảnh một vùng đất thiêng mà con sông Thu Bồn đem lại, cho dù đã tàn lụi sau gần một thiên niên kỷ,
Nhưng những gì còn sót lại ở khu thánh địa này cũng chỉ ra cho người đời sau hình dung vẻ đẹp tráng lệ của nó. Bên phải này là người ta gọi là cái tháp lửa. Đây là công trình còn lại đẹp nhất Mỹ Sơn, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 10 với những họa tiết trang trí rất là tinh xảo. Cái tháp lửa này thì người ta dùng để chứa đựng lễ vật của cải. Nói chung là những cái vật tế lễ trước khi mà hành lễ trong ngôi đền chính này. Đối diện với cái tháp lửa là cái tháp nước. Và chính giữa này người ta đặt một bể nước. Và cái nước này là cái nước rất là linh thiêng, dùng để làm cái lễ tắm gội liên ga ở trong cái đền chính. Bây giờ chúng ta vào trung tâm của đền chính B1. Chúng ta đang đứng ở cái trung tâm khối đền, ngôi đền chính B1. Và chính giữa này là cái đài thờ, là cái phần thiêng liêng nhất của một ngôi đền. Phía dưới này là cái sinh thực khí âm, gọi là Yoni. Phần trên này gọi là Linga. Chúng ta thấy này, là cái phần dưới này là vuông, là tượng trưng cho cái phần sáng tạo, thần Brahma. Và phần bát giác tám cạnh này là tượng trưng cho thần bảo dưỡng, bảo trì, Vishnu. Và phần trên này tròn là tượng trưng cho cái thần Shiva, hủy diệt. Phía dưới cái đài thờ này, các vua Chăm xây dựng một cái hố vuông. Khi xây dựng đền thờ thì những cái gì mà quý giá nhất, ngọc ngà, châu báu, thì các vua Chăm dâng cúng vào trong cái hố này. Trong không gian này thì tôi xin phép được giới thiệu với các bạn 6 cái hiện vật được kiến trúc sư Kazik sưu tập và trưng bày ở đây. Đầu tiên là cái hiện vật được đưa về từ khu hát. Thì cái phù điêu này thì cũng là được đặt trước cái đền trên khu hát, đang miêu tả vị thần Shiva đang cầu nguyện. Đây là những cái chóp đền. Chúng ta thấy này, nó có nhiều kích cỡ khác nhau. Cái thì tròn, đây, tròn, nó được điêu khắc rất là đơn sơ. Cái thì bát giác như kiểu kim tự tháp, và cái thì như cái đóa sen. Chúng ta nhìn thấy nó khác nhau là bởi vì những cái chóp đền này nó được đặt trên nhiều ngôi đền khác nhau. Và những ngôi đền đó được xây dựng trong nhiều niên đại khác nhau. Thì mỗi một giai đoạn lịch sử nó thể hiện cái mỹ thuật kiến trúc trong một giai đoạn, đồng thời nó thể hiện được một cái sự thịnh vượng hay suy vong của một vương triều. Đây là cái con vật mà có cái đầu voi, mình là sư tử. Thì người theo đạo Hindu, người ta gọi là con Gaja Simha. Gaja tức là Ganesh, là thằng hạnh phúc may mắn, là voi. Và Simha tức là sư tử. Thì con này là con sư tử voi. Đây là biểu trưng của các vương triều Champa. Và tựu trung lại, những giá trị nổi bật toàn cầu của khu đền tháp Mỹ Sơn chúng ta có thể hình dung qua một cái lời nói bất hủ của kiến trúc sư Kazimierz Kakowski. Sau hơn 10 năm nghiên cứu ở Mỹ Sơn, với tâm huyết và niềm đam mê khoa học, ông đã có một phát ngôn làm rung động trái tim nhiều người yêu kiến trúc, cũng như làm sửng sốt cái giới khoa học. Ông đã nói rằng người Champa cổ đã gửi tâm linh vào đất và đá, đã biết dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn thâm nghiêm, tráng lệ và hùng vĩ. Đây là một bảo tàng điêu khắc kiến trúc nghệ thuật vô giá của nhân loại mà còn lâu chúng ta mới có thể hiểu hết được. Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng những gì còn lại ở Mỹ Sơn là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tiêu biểu.
nó có giá trị văn hóa của cả một dân tộc. Hơn thế nữa, còn là những chứng tích sống động, xác thực lịch sử của dân tộc Chăm, một trong những dân tộc trong cộng đồng Việt Nam giàu truyền thống văn hóa. Đối với lại cái vật thể và kiến trúc đó, thì chúng tôi tiếp tục khai quật và đồng thời là trùng tu trên tinh thần là kêu gọi các cái nhà khoa học trong nước cũng như quốc tế, và đặc biệt là đối với lại tổ chức UNESCO. Về phần vi vật thể đó, thì chúng tôi tiếp tục là phục dựng cũng như tái hiện lại các cái hoạt động về văn hóa của Chăm. Mặc dù là ở Duy Xuyên thì không có người Chăm, nhưng chúng tôi cũng đã có sự phối hợp với lại các cái chức sắc cũng như là những cái bậc ở Chăm, ở dân tộc Chăm ở Ninh Thuận. Đây là những người Chăm hiện sinh sống ở Mỹ Sơn. Thực chất, họ không sinh ra tại đây. Những người Chăm này đến từ Ninh Thuận. Đã nhiều năm nay, từ khi Mỹ Sơn được phát hiện và nhiều người biết đến, những người Chăm này đã đến đây định cư, sinh sống. Hàng ngày họ tổ chức biểu diễn những tiết mục mang đậm nét văn hóa Chăm Ba để phục vụ du khách đến tham quan. Đây cũng là một hoạt động nhằm mong muốn bảo tồn văn hóa Chăm tại quần thể di tích Đền Tháp Mỹ Sơn, nơi được xem như từng là một trong những trung tâm tôn giáo và văn hóa của nhà nước Chăm Ba lớn nhất khu vực. Hàng nghìn năm đã trôi qua. Ánh hoàng kim của cả triều đại vẫn đổ bóng trên suốt chiều dài thời gian. Chung quanh bốn bề dấu tích, đâu đó tiếng kèn Saranai của chàng trai Chăm lại cất lên giữa thinh không như hòa vào năm tháng.